giọt trong thành phố, những giọt nước mắm làm như khiến mùi một vị ngon không thể thiếu cũng chẳng phải nước. Nước mắm làm như an tâm vị ngon, an toàn sức khỏe. Chính sức phụ nữ. Giới thiệu bàn chải mới mềm mịn nhưng không cái đó. Không nhất premium mềm mịn. Với lông chải thôi. Nước sau cũng vẫn không quầy, không thể quầy cả. Số không lá để cho ta. Chải thật êm thêm nhẹ nhàng. Em đánh. Thì cái này ha.